Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn và hướng dẫn cho các bạn, nhất là những bạn mới tập tành hàn ha, chưa biết cách hàn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, hướng dẫn cho các bạn cách hàn rất là đơn giản cho tất cả những người mà mới bắt đầu ha. Thì trên tay mình hiện tại có cây hàn này, trị giá khoảng 25 ngàn. Cơ chế của nó là đốt nóng trực tiếp nha các bạn, bằng dây mây so nhỏ xíu cuốn trong đây này. Đó, mình chỉ việc cắm điện vô và chờ nóng thôi. Thì ở đây mình cũng có hai cây hàn. Cây này thì của một người bạn mình cho mượn ha. Nó có chế độ là điều chỉnh được cái nhiệt độ ở đây này. Các bạn thấy này. Đó. Cao nhất là 450 độ C và thấp nhất là 200 độ C. Thì cái mỏ hàn này rất là tiện lợi ha, mình sẽ biết được chính xác cái nhiệt độ mình cần hàn. Thì thường chỉ ở tầm 350 độ C đến 400 độ C là hàn rất là ok rồi, sẽ chảy rất là nhanh nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái loại mỏ hàn có đồng hồ điều chỉnh luôn ha. Loại này bạn mình nói là mua khoảng 10 năm từ hồi mới ra trường tới giờ. À, để hàn được thì trước hết mình phải có cái cây hàn, mỏ hàn này. Đó. Cái thứ hai nữa là dây thiếc, dây chì. Thì cuộn này mình mua khoảng 7 ngàn nha các bạn. Sử dụng được rất là nhiều. Ở những người không chuyên nghiệp như tụi mình thì có rất là nhiều thứ để cần hàn. Ví dụ mình muốn thay cái đèn pin, bóng đèn giữa nhà, một cái mặt gì đó hư mình muốn tháo ra, hoặc là mình bị xúc dây điện hay gì đó thì rất là tiện lợi ha, mình không phải ra ngoài tiệm. Mình có chế một cái cây để kẹp đồ ha, thì cái này từ cái bảng tên này hư này mình lấy ra, và đây là dây đồng một cái loa, thì đây mình kẹp thử cho các bạn xem nha, rất là ok luôn đó. Thì từ cái này mình sẽ hàn được rất dễ dàng ha, thay vì có một người giữ. Rồi giờ thì cái mỏ hàn đã tương đối nóng rồi ha, mình để 400 độ C này. Đó, 400 độ C. Rồi. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Nè. À, chì đã chảy ra rồi nè. Ha. Rất là dễ dàng ha. Rồi. Mình sẽ để đây. Đó. Các bạn thấy đơn giản không? Mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn nữa một loại nữa, đó là cái nhựa thông ha. Cái nhựa thông này tác dụng của nó là tăng độ bám dính cho cái chì này. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé, khi mà có nhựa thông và không có nhựa thông như thế nào nhé. Ha. Ở đây mình sẽ hàn này. Mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem nhé. Rồi. Ở đây là mình chưa có sử dụng nhựa thông. Mình chưa có sử dụng nhựa thông ha. Thì cái độ bám dính của nó sẽ không 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 tốt nè. Nó cũng dính nhưng mà nó không tốt bằng ha. Rồi. Rồi đã xong rồi nha các bạn. Đó. Bây giờ ở cái này là mình có xài nhựa thông nè, mình có xài nhựa thông ha. Rồi mình sẽ chấm nhựa thông vô đây. Ok rồi, mình thêm chì vô nè. Rồi bây giờ thì chấm rất là dễ nè. Rồi, ok. Khi có nhựa thông thì mình chấm bất cứ ở đâu cũng được ha. Ví dụ ở đây là miếng sắt này. Nếu không có nhựa thông thì nó sẽ không dính vô đây đâu các bạn. Đó. Giờ mình cũng chấm nhựa thông vô đây chút xíu nè. Ha. Rồi, bắt đầu mình chấm nè.
Rồi, giờ mình chấm ha. Vẫn không dính lắm ha. Không dính bằng cái mối hàn của nó. Rồi, ok, đã dính rồi nha các bạn. Rồi, các bạn thấy đơn giản không? Rất là chắc ha. Thì ở đây này mình có hàn cái này vô nè. Để cho chắc thì mình có thể thêm hệ thông vô đây nữa này. Rồi. Đó, các bạn thấy dính nhiều không? Thiết đã dính này, bao luôn cái miếng đồng này luôn ha. Đó. Với một lưu ý nữa này, sau cái một thời gian mình sử dụng á, thì cái đầu mỏ hàn này nó sẽ bị mòn này, nó bám bẩn, thì khi đó mình hàn chì nó sẽ không có dính nha các bạn. Để cho nó tăng độ bám dính á, thì các bạn sẽ lấy giấy nhám ha, chà bóng cái này. Nếu nó mòn quá thì mình sẽ thay. Ở đây ở ngoài các tiệm của người ta bán, người ta sẽ bán luôn cái đầu mỏ hàn này luôn cho các bạn. Với một cái lưu ý nữa đó, là khi các bạn hàn thì nên để quạt phía sau mình hoặc phía hông mình để thổi cái hơi nhựa thông này, hơi chì nó bay này, nó rất là độc hại nha các bạn. Và các bạn phải mang khẩu trang này, găng tay. Các bạn lưu ý mấy vấn đề đó nha. Tại vì mình ít thì mình không sử dụng, nhưng mà khi mà mình hàn một cái gì đó nhiều thì hít cái khói này nó sẽ không tốt nha các bạn. Ở trường hợp mà mình muốn lấy cái linh kiện này ra khỏi cái mạch ha, thì mình hơi nóng một đầu này ha. Mình sẽ hơi nóng một đầu này. Đó, mình sẽ lấy ra nha các bạn. Rồi. Sau khi xem xong cái video này ha, thì các bạn sẽ tự tin hơn. Mình có thể tự sắm cho mình một cái mỏ hàn cũng tương đối là rẻ thôi, khoảng vài ba chục ngàn, một cuộn chì này và một ít nhựa thông này ha, đến này khoảng 2 ngàn nha các bạn. Thì các bạn sẽ đã có thể là hàn được các linh kiện nhỏ ngay tại nhà mình luôn nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha.